Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Không khí Tết ngập tràn khắp mọi nơi, người Việt trong nước cũng như trên toàn thế giới cùng đón Xuân Bính Thân năm 2016. Quang Lâm và gia đình chúc quý khách hàng, quý bạn bè thân hữu và quý quý một năm mới an khang, hạnh phúc, niềm vui ngập tràn, năm mới phát tài, vạn sự như ý. Cảm ơn quý khách hàng đã liên tục ủng hộ và lựa chọn Quang Lâm là người đại diện mua bán nhà của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Toronto, năm 2015 vừa qua là năm thật thành công cho việc kinh doanh và bất động sản. Và năm 2016 sẽ tiếp nối sự thành công đó. Quý vị có ý định mua bán nhà, thay đổi nhà khang trang hơn hoặc dự tính đầu tư vào các cơ sở thương mại, năm Bính Thân sẽ là năm đầy thuận lợi. Những ngày đầu tiên của năm Bính Thân, trong tiếng trống lân rộng rã khắp mọi nơi, Quang Lâm một lần nữa xin cảm ơn quý vị khách hàng. Chúc quý khách hàng một năm mới, gia đình sức khỏe dồi dào, làm ăn tấn tới tiền vô ào ào, đầu tư nhà đất bao la, Quang Lâm phục vụ thật là tận tâm. Chúc mừng năm mới!